lớp học bất ổn tập 1. Bài văn tả siêu năng ngực mà em có. Chào Khang, này chính là thầy Khang. Hôm nay chúng ta sẽ tả về một bài văn miêu tả siêu năng lực mà em có. Lấy giấy đồi ra kiểm tra. Đây. Thầy ơi, em không có giấy đồi. Ngay giấy này đi, thầy cũng không có luôn. Được rồi, hôm nay em sẽ viết tả về siêu năng lực hả? Các em hãy nhìn lên máy tính và viết và đọc câu hỏi rồi viết câu hỏi này vô bài tập ngầm văn của các em. Đây không có like đúng không? À bên đây không có like mà. Viết tập ngắn là sao? Viết tập ngầm văn ngắn thầy ghi thầy ghi siêu năng lượng của em. Về siêu năng thật. Một câu thôi. Đúng rồi. Các em muốn bao nhiêu câu cũng được. Dạ em xong rồi thầy. Ok. Đưa thầy. Chụp thầy đúng không? Chụp cho thầy đúng không? Đúng rồi. Chụp cho thầy rồi gửi cho thầy. Chụp. Rồi em gửi đó thầy. Ok thầy, thầy thấy rồi. Ủa rồi bài tập ngầm văn của em đâu? Của em suy đâu? Phải hỏi em suy chứ. Ok để thầy hỏi. Thầy ơi, thầy chưa đưa cho em giấy mà thầy. À thầy quên, thầy quên nè. Nè em phải nhìn lên bảng nha. Mình đang học âm hai. Sao thầy đưa giấy được ta? Em phải làm đi em. Siêu năng lực đó. Em khỏi cần ta ghi tự đề em ơi. Thôi em ghi vậy cho ok. Thầy chịu ok. Ủa bộ tôi đâu hết rồi. Vậy cũng được nha, nhưng em cũng không được điểm cao luôn nha. Bộ tôi đâu hết rồi. Bút cái. Bút gì vậy? Bút chỉ thầy. Em lên bàn ta. Bàn thầy lấy bút chì đi. Dạ em lấy rồi. Mà quá gì vậy? Giờ mình phải xuống. Em có cần ghi lùi vào hay không? Lùi vào mấy không? Lùi khỏi lùi em. Bà làm, em ghi bà làm thôi. Đâu làm đi anh. Bài văn nhiều mà gặp xá nhiều dữ em. Ok. Ủa mà em ở đây đâu phải học online nữa đâu, em quên hả? Hăng quên. Còn em kèm nãy chụp á là chụp chơi cho thầy xem thôi. Em ghi đi.
Em chưa đến nè. Nhanh đi em. Đâu để hai xem coi. Em gửi hai. Em là si. Em một. Em một siêu năng lực là. Ôi, em ghi, em ghi nhầm. Em ghi lại giùm hai đấy. Có một. Dạ, để em đọc cho thầy nghe. Bài nam. Em là si. Em có một siêu năng lực là. Bài văn của em sẽ không có điểm cao và điểm tốt. Hả? Ây da. Thầy giờ 200 điểm đi nha. Thầy giờ rồi, về thôi. Ây da. Thằng Si này nó làm bài cờ vú á. Ủa gì? Em phải biết điểm rồi. Gì vậy anh? Ai à? Ờ giờ em là bạn thân của anh mà. Ủa anh làm cái gì mà sao bây giờ bị vô não vậy? Em 9 điểm nè, em xem đi nè. Được rồi, để em đọc bài văn thôi. Bài là em là si. Ủa học sinh của thầy hả? Ừ. Em là si, em có một siêu năng lực là bài văn của em sẽ không có điểm cao điểm tốt hết. Không điểm cao đúng tốt thì phải cho em lên là cho em đúng. Mà bài đúng là bài văn của em sai. Ừ. Mà sai sao cho được đúng được. Ừ, bài văn này bạn nào không viết thì không được điểm tốt, còn bạn nào có viết thì ok được mà. Không phải 10. Không phải 10 ngàn sao đâu. Là em sẽ không được điểm cao nhưng được 10. Rồi, à, anh là cha của Si đúng không nè, gửi lại em nè. Ok, được, cảm ơn. Để đưa về cho thằng con coi coi. Kết thúc đặc quyền lớp học bậc ổn. Bạn nghiêng.